qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm trước mới đến tiền tài trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện. Thank you.
kế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rực bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Tổ tiên thêm tuổi thọ, con tròn đào hiếu, cháu chăm ngoan. An khang thịnh vượng, nhà thành đạt, phú quý khang cường, vạn vạn xuân. Yêu lắm mi mẹ hiền, thời thơ ấu không nghĩ quên. Mẹ ru rất bên môi, những lời ru đồng mi vẫn vang đi thủa nào. Mẹ mong con khôn đi lớn lên như người để giúp ích cho đời. Những lời của mẹ năm xưa ghi khắc trong tâm, đi đồng vào khối óc suốt chặng đường đi qua. Lớn lên đi người mẹ ơi suốt cuộc đời. Lời ru của mẹ theo con nâng bước đường con đi. Thời gian đi trôi, mỗi nghĩ tuổi mỗi già, xương trắng mãi đâu.
cuộc đời dấu bè bè dấu thức trắng đêm thâu mong đàn con của mẹ ngày mai sẽ sang giàu như tô hát du ngày nào chúng con trong già khắc những lời mẹ dặn mẹ ơi cho dù còn dấu khó khăn bao nhiêu vất vả gian nan chẳng sờn mẹ như nước chảy trong nguồn mẹ là điểm tựa suốt đời cho con mừng mẹ nay sang tuổi mới rồi con cháu đầy nghĩ ngân vang hát mừng mẹ tôi một đời của mẹ con được hiền vinh nên người công mẹ như biển trời có con có mẹ ấm êm gia đình yên vui cho suốt cuộc đời những lời cùng chúc tân xuân chúc mẹ của tôi muôn đời trẻ mãi với đàn con yêu mãi không già tình thêm thắm đậm đà mừng thượng thọ mẹ ơi yêu mẹ nhất thế gian đi đầu xuân năm mới xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc toàn thể quý vị đầu xuân năm mới chúc bình an mà chúc luôn tuổi trẻ chúc an khang. Chúc sang năm mới nhiều tài lộc và công thành danh toại, chúc vinh quang. Chúc mừng năm mới toàn thể quý vị. Chúc quý vị một mùa xuân mới tràn ngập niềm vui cùng những tiếng cười hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến và mở màn chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì sau đây Trang Nhung xin phép được gửi tới toàn thể quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Ước nguyện đầu xuân. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, quý vị đang được chứng kiến màn bắn pháo hoa để chúc mừng đại thọ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người làm chương trình, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành tặng cho cụ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không thưa quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa Xuân sáng chân thần xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang, ý anh ý đẹp trời ban. Trong lòng hoa lộng khoe sắc mọi nơi, đón mùa xuân hồng trên môi, tình xuân ướt ngay chân gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân khuya em khơi
giấc mộng uyên ương, có đôi đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân át hương say, ý mong bước lộc tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, non đủ xuân hồng trên môi, tình xuân ướt ngay chân. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây đang tiến vào trung tâm sân khấu là cụ Hoàng Thị Sơn. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành tặng cho cụ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây trên sân khấu của chúng tôi đang xuất hiện nhân vật chính là cụ Hoàng Thị Sơn. Ngày hôm nay đại thọ tuổi 100, cũng như là xuất hiện bên cạnh cụ là em gái cụ Hoàng Thị Lý, cũng đến để chúc mừng đại thọ tuổi 100 cho chị. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành tặng hai cụ một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thật vinh dự cho Trang Nhung khi được có mặt tại chương trình đại thọ chúc mừng cụ Hoàng Thị Sơn tuổi 100. Cũng thay mặt đầu xuân năm mới thì xin kính chúc cụ Bách Liên dai náo, sống trường thọ cùng con cháu, để cho con cháu có dịp để chăm sóc cụ. Và lần sau thì những lần đại thọ lần sau để con có thể tiếp tục làm MC để chúc mừng cụ ạ. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với cùng hát vang ca khúc Happy Birthday nhá. 1, 2, 3. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng đại thọ cụ tuổi 100. Vỗ tay thật to lên thưa quý vị. Sinh nhật mà tuổi mới cho niềm vui. Đúng là cả câu ca dao Việt Nam ta có câu: cây khô đâu dễ mọc trời, ba mẹ đâu dễ ở đời với ta, non xanh bao tuổi mà già, bởi vì xương tuyết hóa ra bạc đầu. Một lần nữa xin được thay mặt cho con cháu xin được cảm ơn công lao sinh thành cũng như dưỡng dục của mẹ đến các con, cũng như là không những chăm con rồi bây giờ chăm cháu chăm chắt. Một lần nữa xin chúc cụ sống lâu trường thọ cùng con cháu. Dạ vâng, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ lên sân khấu để cùng chụp những bức hình lưu niệm cùng với cụ ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, mỗi độ xuân về mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp truyền thống văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà cha mẹ, xã hội thể hiện sự trọng vọng, tôn kính đối với những bậc cao niên. Bản thân các cụ cũng cảm thấy được tôn vinh và sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị thân mến, ngày hôm nay là ngày đại thọ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn. Một lần nữa xin thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc mừng đại gia đình của chúng ta. Dạ vâng, còn gì tuyệt vời hơn khi đến tuổi này mà vẫn còn chị em đúng không ạ? Vẫn còn chị, cũng còn em gái thân yêu của mình vẫn đang còn ngồi cạnh cụ. Một lần nữa xin chúc mừng hai cụ rất nhiều. Công cha mà như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, và một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật cụ. Vâng, xin mời gia đình nhà mình chúng ta sẽ lấy dao để cắt bánh cũng như là chia lộc đến toàn thể quan khách về tham dự chương trình đại thọ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay.
Ngày hôm nay ta cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1, tức ngày 13 tháng 2 năm 2024. Các con, các cháu, nội ngoại cũng như trong gia đình rất vui mừng, phấn khởi và long trọng tổ chức lễ mừng thọ, đại thọ cho cụ Hoàng Thị Sơn, tuổi 100. Một lần nữa xin được thay mặt cho con cháu xin được gửi lời chúc sức khỏe đến cụ cũng như là người em gái của cụ là cụ Hoàng Thị Lý. Dạ vâng, lúc này đây Trang Nhung nhìn thấy nụ cười vô cùng hạnh phúc trên môi của cụ. Thật sự là đến độ tuổi này mà con cháu quây quần vui vẻ như thế này thì không còn gì là hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị vừa được chứng kiến màn cắt bánh chúc mừng sinh nhật cho Sơn đại thọ tuổi 100. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin chúc mừng cụ, xin chúc cụ sống lâu, bách niên giai lão cùng con cháu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục trở lại với chương trình văn nghệ chúc mừng đại thọ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau đây Trang Nhung xin phép được gửi tới toàn thể quý vị với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Cánh Thiệp Đầu Xuân. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làn hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người trai lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa. Chúc yên lành người người khắp chốn, mong gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện sao trong thành diều hồng xe duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bên duyên đẹp tình vàng bay trên eo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên vui. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước, tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để về chúc mừng đại thọ của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay thì các cháu, các chắt của cụ cũng có tiết mục để cùng chúc mừng cho cụ. Vâng, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục nhảy làng lá đến từ các em nhỏ.
cháu chắt của cụ Hoàng Thị Sơn. Vâng, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy dành tặng cho các ngôi sao nhí của chúng tôi một tràng pháo vỗ tay thật lớn hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vỗ tay theo điệu nhạc được không ạ? Vỗ tay to lên thưa quý vị. Chương trình đã thấy những màn bắn pháo hoa để chúc mừng đại đại thọ một tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng ra phía trung tâm của sân khấu để cùng ngắm màn pháo hoa vô cùng đẹp mắt. Có lẽ là quý vị đang mải ngắm pháo hoa mà chúng ta quên mất rằng trên sân khấu của chúng tôi đang có hai vũ công cần quý vị dành tặng một tràng pháo vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, các con có thể cho cô Nhung hỏi rằng là con tên gì và năm nay có bao nhiêu tuổi không ạ? Dạ 8 tuổi. Con tên là gì ạ? Tuệ Minh. Con Tuệ Minh, con 8 tuổi à? Vâng, thì còn em bé tên gì nhỉ? Tên là gì ạ? Tú Lâm. Tú Lâm ạ? Vâng, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy dành tặng cho Tuệ Minh và Tú Lâm của chúng tôi một tràng pháo vỗ tay thật lớn hơn nữa. Tú Lâm ạ? Vâng. Xin cảm ơn hai con rất nhiều nhá. Xin chúc các con chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ nhá. Mời các con chúng ta sẽ xuống sân khấu để nhường sân khấu này lại dành tặng cho các chị ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và để tiếp theo chương trình ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tiết mục múa đến từ các bạn nhỏ cháu chắt của cụ Hoàng Thị Sơn.
với ca khúc Tết Đông Này. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón xem. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, những tràng pháo bông của chúng ta đã xong rồi. Thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng ổn định tại những bàn tiệc danh dự để cùng hướng lên sân khấu, cùng tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ chúc mừng cho Đại Đại Thỏ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị. Ngoài đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca, xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua, xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc cùng giao dựng đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa, một tiếng múa lân vàng, cùng tranh thức về trưa. Làm cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết Đông Này xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về với muôn mọi nhà, tay trong tay anh và em hãy vui ca. Hạnh phúc Đông Này là ngày Tết sum vầy. La 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 la. Tết Đông Này. La 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 la. Tết Đông Này thịt kho hộp, dịp năm nào nhìn mà không phát ngán. Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu, ăn xong đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhé. Chú ta mặt bên lại đứng lên, cô tôi cô sao ở kế bên, nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua, giờ năm mới anh em chúng ta lại lên. Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Xuống làm gì rồi lại phải lên, hoa mai đua sắc cùng giao dựng đón xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa, một tiếng múa lân vàng, cùng trên thức về trưa. Làm cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết Đông Này xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về với muôn mọi nhà, tay trong tay anh và em hãy vui ca. Hạnh phúc Đông Này là ngày Tết sum vầy. La 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 la. Tết Đông Này. La 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 la. Tết Đông Này xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc, chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc. Hoa mai đua sắc cùng giao dựng đó xuân, hy vọng một năm mới luôn bình an. Mẹ nấu bánh trưng xanh, làn gió khẽ lay đưa, một tiếng múa lân vàng, cùng chen thức về trưa. Đàn cháu chúc ông bà nhiều sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy, cùng nhau chào xuân đến bên ta. Tết Đông Này xuân năm nay vui hơn năm qua, phúc lộc tài về với muôn mọi nhà, tay trong tay anh và em hãy vui ca. Hạnh phúc Đông Này là ngày Tết sum vầy. La 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 la. Tết Đông Này. La 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 la. Tết Đông Này. Dạ vâng, Tết Đông Này. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn đó nữa. Wow, tuyệt vời. Các con đứng lại một màn nhảy vô cùng ấn tượng cũng như là đẹp mắt và ý nghĩa như vậy, mà tại sao cô lại có thể để cho các con xuống sân khấu một cách nhạt nhòa như thế được, đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức điệu nhảy đến từ ba vũ công vô cùng xinh đẹp, đáng yêu cũng như là đẹp trai của chúng tôi. Thứ nhất là Trang Nhung đã biết được một cái tên, đó là em bé Tùng Lâm của chúng ta, đúng không ạ? Tùng Lâm ạ. Đẹp trai không thưa quý vị? Đẹp trai quá. Một tràng pháo tay cho trai đẹp của họ nhà ta. Vâng, và cô gái tiếp theo ngay sau đây, Trang Nhung chưa kịp mà hỏi tên con. Thì con tên là gì và con mấy tuổi nhỉ? Con tên là Nguyễn Thanh Thảo, 8 tuổi. Con là con của bố mẹ nào? Giang Khánh ạ. Một lần nữa xin cảm ơn con rất nhiều. Cô bé vô cùng thông minh và xinh đẹp của chúng tôi. Và đây, Hoa hậu tương lai, không biết là sinh năm bao nhiêu nhưng vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Vâng, con có thể cho mọi người biết là con tên là gì và năm nay con bao nhiêu tuổi được không ạ? Con tên là Nguyễn Nhật Hải Anh, năm nay con 12 tuổi ạ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy chào đón Hoa hậu tương lai Nguyễn Nhật Hải Anh. Một tràng vỗ tay chào đón Hoa hậu. Chỉ còn
một hai năm nữa hoặc là mấy năm nữa thôi là chúng ta sẽ được vinh dự chào đón hoa hậu tương lai của làng Cống nên đúng không ạ? Xinh quá cơ, một lần nữa xin cảm ơn con rất nhiều. Và đây chàng trai này, không biết làm sao từ lúc mà đẻ con gái ra đi sờ bao nhiêu người rồi, bao nhiêu chàng trai rồi mà vẫn cứ đẻ ra con gái, thế mới khổ nhá. Một lần nữa năm sau cô đẻ cô xin em bé nhá, cô thơm cô cái để cho cô có một thằng cờ cu là wow. Xin cảm ơn con rất nhiều, xin cảm ơn Tùng Lâm đã đẹp trai lại còn ga lăng như thế này, mai kia tốn gái lắm à. Chúc các con chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ nhá. Xin mời các con chúng ta sẽ trở về. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, trong những ngày đầu năm Xuân Giáp Thìn 2024 thì xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc toàn thể quý vị, chúc toàn thể quý vị tiền vào cửa trước mà vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau và chui vào két sắt, một phần thì mua đất và một phần thì mua nhà, còn một phần để quý vị sẵn sàng lên đường đi du lịch. Một lần nữa xin chúc mừng năm mới toàn thể quý vị. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị đã dành tặng cho Trang Nhung những tràng vỗ tay vừa rồi. Kính thưa quý vị thân mến, và lúc này đây Trang Nhung đã nhận được một lá thư yêu cầu đến từ một người cháu của cụ Hoàng Thị Sơn, là một người bạn rất thân với Trang Nhung, là bạn Tuấn. Xin mời bạn Tuấn sẽ lên sân khấu để cùng gửi tặng cho quý vị cũng như là những người thân yêu của chúng ta ở đây ca khúc mà Tuấn yêu thích nhất. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Hôm nay anh Tuấn cũng gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà ở trong họ nhà mình và toàn thể khách quý là gửi tới bài mừng tuổi mẹ. Xuân sang tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần, rồi mùa xuân ơi bồ côi
người nào đó đón thương nửa bước, biết biết người nào đó mỗi mùa xuân sang mẹ tôi xa thêm một hồi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, con vẫn phải tin, con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân tới, con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân tới, mừng tuổi bà. Dạ vâng, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy dành tặng cho người bạn của Trang Nhung là chàng trai đẹp trai cũng như là rất ngoan, rất hiền, rất hiếu thảo của đại gia đình nhà mình một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Với hai ca khúc Mừng Tuổi Mẹ và Tình Mẹ, một lần nữa xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc nha. Xin mời bạn, chúng ta sẽ trở lại vị trí những bàn tiệc, sẽ cùng trở lại với Trang Nhung sau ít phút nữa. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của nhạc công Hồ Điệp. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Lời đầu tiên thì cho phép Hồ Điệp, một người nhạc công ngày hôm nay thì cũng được gia đình mời về, rất là vinh dự được tham dự chương trình Đại Thọ. Vâng, con đi làm chương trình rất là nhiều nhưng mà hiếm khi được tham dự chương trình Đại Đại Thọ, bởi cụ tuổi 100 nhưng mà vẫn rất là minh mẫn. Đó là điều rất là tuyệt vời mà các con các cháu rất là mừng. Và thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay về tham dự chương trình thì xin thay mặt cho tổ chức sự kiện Tuyến Hằng xin được cảm ơn toàn thể đại gia đình đã đồng hành ủng hộ cho Tuyến Hằng ngày hôm nay để có mặt trong chương trình Đại Đại Thọ của cụ Hoàng Thị Sơn. Một lần nữa thì xin kính chúc đại gia đình nhà mình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, đón một mùa xuân mới đa lộc, đa tài, đa phú quý. Và ngay sau đây một ca khúc gửi tặng đại gia đình nhà mình trong chương trình Đại Đại Thọ với một nhạc phẩm viết về mùa xuân đầu năm. Thì theo như phong tục của người quê hương thôn Cống Xuyên nói riêng và đặc biệt là người Việt Nam nói chung, thì theo như Tết cổ truyền đầu năm mới thì mọi người thường hay đi chảy hội du xuân để cầu tài, cầu lộc, cầu bình an và mong muốn những điều tốt đẹp nhất với mình và mong muốn những xua tan cái mệt mỏi trong cuộc sống. Thì đó là phong tục của quê hương chúng ta. Thì ngay sau đây gửi tặng đại gia đình nhà mình với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, cáo được một tên Câu Chuyện Đầu Năm, để chúng ta sẽ cùng gặp thật nhiều may mắn trong năm 2024 xuân Giáp Thìn. Xin phép được gửi tới đại gia đình nhà mình ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn để những điều may mắn nhất sẽ tới đại gia đình của cụ Hoàng Thị Sơn đúng không ạ? Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ diệu hồng, ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, cất nguyện kết chặt tình thân, vin canh lộc những băng khoáng, năm nay chắc gặp tình quang. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền,
viết thư thăm bạn hiền, một lời khuyên mong chớ quên. Mong đầu năm quý vị gặp may, một tràng vỗ tay để quý vị được gặp may cả năm nay ạ. Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đang say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tầm, làm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, để vô cùng phó đổ rượu hồng. Một lần nữa xin được thay mặt cho những làm chương trình, chúc cụ Hoàng Thị Sơn luôn được phúc cho Đông Hải, họ Tỷ, Lam Sơn mãi mãi là cây ca bóng cả. Cho con các cháu nói theo nhá. Niềm tin tươi bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới, đón xuân trên mọi miền, biển thư thăm bạn hiền, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy nương niềng. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm và cuối năm đại gia mình được gặp may, vỗ tay đi để gia đình nhà mình được gặp may ạ. Gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi dòng mây, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Vâng, xin cảm ơn đại gia đình nhà mình rất nhiều, rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ của gia đình nhà mình, Thanh Mai ạ. Xin mời ca sĩ Thanh Mai với một bài đăng ký được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Cứ trời nắng nó không nhớ đâu, mưa mới nhớ. Nói vui vậy thôi đúng không ạ? Vâng, dù trời gì, thời tiết gì, dù mùa đông hay mùa hè, mấy là bốn mùa, lúc nào con cũng nhớ mẹ đúng không ạ? Đó là những tình cảm Thanh Mai muốn gửi gắm thầy này, muốn nói tới cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc này. Hôm nay là thượng thọ của mẹ tôi xin hát tặng mẹ bài Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Đêm nay nghe tiếng mưa, con ngồi đây nhớ mẹ ở quê. Bây giờ có nhớ con không? Tuổi 12 con phải xa gia đình, côi cút thân một mình nơi xứ lạ người ta. Đêm nay nghe tiếng mưa, lòng con sao lững lờ, tuổi thân con thơ nó đói biết nhớ ai, đời nổi trôi đâu biết đến ngày mai, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Mẹ quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương.
để được nghe câu hát mẹ tu con trong mái tranh nánh nồng những thân tượng tình thương. Qua bao năm tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi, tâm mẹ đã hai màu vì dài lắng dần sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Xin mời cô, chúng ta sẽ trở lại những bàn tiệc danh dự cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước sau khi quay trở lại với Trang Nhung ạ. Vâng, con xin cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì Trang Nhung rất mong nhận được những lá thư tiếp theo đến từ toàn thể quý vị để gửi tới cho cụ Hoàng Thị Sơn. Chúc cụ đại thọ 100 tuổi. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì Trang Nhung tiếp tục nhận được lá thư yêu cầu tiếp theo đến từ một cô bé vô cùng duyên dáng, xinh đẹp và đáng yêu, có cái tên rất nhẹ nhàng, Phương Nhi, sẽ gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Nhật Ký Của Mẹ. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Tình cười của
Kính thưa quý vị thân mến, những tràng pháo vỗ tay của quý vị còn bé quá. Quý vị vỗ tay to lên ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã dành tặng những tràng pháo vỗ tay dành tặng cho Tuệ Nhi của chúng tôi rất nhiều qua ca khúc Nhật ký của mẹ. Thật sự là khi nghe Tuệ Nhi hát mà nước mắt của Trang Nhung cũng rưng rưng. Thật sự là con vừa hát vừa ngáp ngủ cũng như vừa ho đấy thưa quý vị. Đó là một sự cố gắng vô cùng lớn của con để gửi tặng cho các bà, các mẹ cũng như là gửi tặng cho cụ của mình đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn con nhé. Chúc con chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ nhá. Cảm ơn con rất nhiều. Xin mời con chúng ta sẽ về vị trí của mình. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và về dự đại thọ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay thì Trang Nhung rất vinh dự được mời một người bạn của Thanh Tuấn sẽ lên trên sân khấu để dành tặng cho quý vị ở đây ca khúc Hoa Cài Mái Tóc. Xin mời bạn Kinh Đô sẽ lên trên sân khấu để gửi tặng ca khúc Hoa Cài Mái Tóc dành tặng cho quý vị. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, mùa xuân thì có hoa đào mà đã lên sân khấu của nhà là có lời chào đầu tiên. Cháu Phạm Đô xin gửi đến của nhà tất cả của nhà cô dì chú bác, ông bà cô dì chú bác lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ vâng, để chúc mừng của nhà lấy thượng thọ của cụ của nhà Hoàng Thị Sơn thì cháu xin góp vui nhà một ca khúc Hoa Cài Mái Tóc và chúc cụ nhà Thỏ Tỷ Lam Sơn ạ. Cho cháu tràng tay nào. Dạ vâng, và bài hát này thì nhà để có nhà cái mùa đông nhà nó ấm áp hơn thì đề nghị nhà các bạn nhà nhóm 86 nha,
lên nhà giao lưu nhà những nhóm nhảy nhà cùng mình nhá. Anh em ơi, lên nào. Mẹ biết lắm mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xoanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình từng đường thôi. Xin em đừng qua vùng khó khăn, xin em đến bên những lễ trình xanh hoang ca của từng lão quân vào đám mê. Anh xin em giữ trọn lời thề, tình mình theo người đời khen chê. Ta thương nhau giữ trọn tình quê. Cho cháu chẳng tay là tay đâu tay đâu. Bắt công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như lớp trong nguồn trở ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chủ yếu mới là đạo con. Vừa giọng ca của cháu nhà báo đô đề nghị nhà mọi người cho cháu chân chặt tay nào. Tay đâu. Mẹ biết lắm mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày say. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành phố anh may áo mới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình tình đừng thôi. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đến bên những lễ trình xanh hoang ca nào không vào đã. Anh đưa em xin trọn lời thề, dù tình mình nghèo nay sẽ chê, ta thương nhau. Tình mình nghèo người đời khánh chê, ta thương nhau, giữ trọn là tình quê. Cảm ơn cháu xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tiếng hát của hai nữ ca sĩ nhí vô cùng xinh đẹp, duyên dáng và đáng yêu của chúng tôi. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng chào đón ca sĩ nhí Phương Nhi và Hải Anh qua ca khúc Hào Khí Việt Nam. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Cả năm lưu danh sử sai, mẹ ơi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa Trang Nhung lại tiếp tục bất ngờ đến từ tiếng hát của cô gái vô cùng xinh đẹp Hải Anh và Phương Nhi. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy dành tặng cho hai cô bé vô cùng tài năng, duyên dáng, đáng yêu của chúng tôi một tràng pháo vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc các con chăm ngoan học giỏi nhá. Tí nữa mà các con nhớ tới là các con muốn hát bài gì thì lại lên tiếp tục lên đăng ký cùng với cô Trang Nhung được không ạ? Vâng, xin mời các con ạ. Đáng yêu quá cơ. Trang Nhung có hai cô con gái rồi mà nhìn thấy con gái vẫn thấy yêu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, lúc này đây thì Trang Nhung nhận được một lá thư tiếp theo đến từ anh Dũng ạ. Xin mời anh Dũng ạ sẽ lên trên sân khấu để gửi tặng cho toàn thể quý vị ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Quách Bin, ca khúc Gánh Mẹ. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành tặng cũng như chào đón anh bằng một tràng pháo vỗ tay thật to hơn nữa. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh cả đau lòng, cả đời mẹ đã gánh con bên trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian lan. Để con gánh mẹ đừng than, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả đàn dài, gánh qua lắm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặn lội sương mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lỡ đâu lá rụng tội lại gánh sao. Mẹ ơi sông biên ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng lời, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Kính thưa quý vị thân mến, và lúc này đây một vị khách mời, một cô gái vô cùng xinh đẹp của chúng tôi. Cô không những đảm đang khéo tay mà cô còn lại rất xinh đẹp và hát rất hay. Cô sẽ lên trên sân khấu để dành tặng cho mọi người ca khúc Mẹ Tôi. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hương. Tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn lôi. Mẹ ơi con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ đã cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho đèn chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời.
như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Xuân đời vì con ra nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già lâu nhiều, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Có vai chồng nhớ hồi tuổi thơ bên cha, con nguyện tìm chăm lo mong buồn con được lớn thôi. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha làm một con sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng ôm con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi, chớ cho sạch rạch sao cho thường, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu.
biệt đến từ con trai cả của cụ. Xin mời bác Nguyễn Việt Phúc sẽ lên sân khấu để gửi tặng toàn thể quý vị ca khúc Đang Ngập Quê Hương. Quê hương
người em gái mà nhiều thương thái bình ta đó, mà nhiều thương. Dạ vâng. Thay mặt cho những làm chương trình, con xin cảm ơn tiếng hát vô cùng ấm áp cũng như là truyền cảm đến từ bác Việt Phúc rất là nhiều. Xin chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, cũng là lúc những người làm chương trình xin khép lại chương trình văn nghệ chúc mừng đại thọ 100 tuổi của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi sáng ngày mai. Đổi mỗi nay nhớ con
nhớ con cha đứng mẹ ngồi nhớ con. Nhớ con cha đứng mẹ ngồi mong con mừng cháu sáng ngời tương lai này các con. Các con đầy đủ gái trai ý. Trai sum vầy cháu chắt một mai nối dòng giữ gìn truyền thống gia phòng dưới trên đoàn kết ngoài trong thuận hòa tự hào con mẹ con trai. Cha dạy con khôn lớn bao lai tình người tuổi ai tuổi cao cha mãi nay vui tươi tuổi cao cha mãi vui tươi. Xanh đôi trùng phùng
đình nội ngoại vui chung ly. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: cây khô đâu dễ mọc trời, ba mẹ đâu dễ ở đời với ta, và non xanh bao tuổi mà già, bởi vì xương tuyết hóa ra bạc đầu. Mỗi độ xuân về, mừng thọ người cao tuổi là nghi lễ cổ truyền, là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà cha mẹ, xã hội thể hiện được sự trọng vọng tôn kính đối với bậc cao niên. Bản thân các cụ cũng cảm thấy được tôn vinh và sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị và các con cháu của cụ thân mến. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1, tức ngày 14 tháng 2, năm Giáp Thìn. Anh em, con cháu, ngoại tộc cũng như trong gia đình rất vui mừng, phấn khởi và long trọng được tổ chức lễ đại thọ mừng tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng lên sân khấu để cùng chào đón nhân vật chính. Xin được chào đón cụ Hoàng Thị Sơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, xuất hiện trên sân khấu lúc này là nhân vật chính của chúng tôi, cụ Hoàng Thị Sơn. Cụ 100 tuổi mà cụ vẫn còn rất khỏe mạnh và minh mẫn, trải qua bao nhiêu năm vất vả nuôi con cũng như là chăm cháu chăm chắt của mình, thì thật sự là Trang Nhung vô cùng xúc động. Và Trang Nhung lại nhớ đến một câu thơ của nhà thơ Hồ Giấy khi viết về những người phụ nữ Việt Nam. Nhà thơ Hồ Giấy có xúc động viết rằng: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Hay câu thơ: phấn son tô điểm sơn hà, làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam. Lam lũ cũng như là chịu thương chịu khó vất vả để tảo tần nuôi con sớm tối, đúng là cái cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Hay công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Vâng, một lần nữa xin được thay mặt cho các thế hệ về sau, các con, các cháu, xin kính chúc của cụ trường thọ, sống lâu 100 mấy chục tuổi, để cho con còn tiếp tục những năm sau con có thể làm thượng thọ cho cụ. Vâng, chúc mừng đại thọ của cụ, một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Với hàm răng chiếc còn chiếc mất của cụ chiếc còn chiếc mất thì con vẫn thấy cụ rất xinh và duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống của Việt Nam.
Và con thấy cụ còn hạnh phúc hơn khi đến cái tuổi này rồi, mà bên cạnh cụ vẫn còn một cô em gái vô cùng đẹp lão đang cười rất tươi để cùng chúc mừng đại thọ cho cụ. Một lần nữa con xin chúc mừng gia đình nhà mình đã có hai cây đại thụ vô cùng trường thọ ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta lại tiếp tục đổ những tràng pháo vào tay thay cho tiếng pháo để chúc mừng đại gia đình ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có lẽ là cụ đang mong ngóng cũng như là đang mong chờ, và cũng như là cụ đang muốn gửi gắm những lời chào, những lời chúc, những lời cảm ơn từ phía cụ cũng như là từ phía gia đình để gửi tới toàn thể quý vị quan khách ngày hôm nay đã về tham dự chương trình Đại Đại Thọ tuổi 100 của cụ, đúng không ạ? Và con xin được trân trọng kính mời cụ, chúng ta cụ sẽ gửi tới quý vị những lời chào, những lời chúc cũng như những lời cảm ơn. Và con cũng xin cụ rằng là sau khi cụ chúc mọi người xong này, con xin cụ xoa đầu cho con để con cũng mai kia sống 100 tuổi lẻ giống cụ. Con xin được trân trọng kính mời cụ ạ. Tôi xin có ý kiến tất cả những các cụ, các ông, các bà, các anh chị em bên nội bên ngoại, thế rồi cả từ ở dưới quê nhà chúng tôi đã được lên dự mấy lại cái cuộc cả là cho tôi thượng thọ như thế này, được sung sướng quá. Thì thôi thì tôi không biết nói gì hơn hết. Tôi cảm ơn tất cả các ông, các bà, các cụ, thế rồi các ông, các bà, các bác, các anh, các chị. Tôi sướng quá rồi, là vì từ thời bé đến giờ tôi chưa bao giờ tôi được trông thấy ai được như tôi và các cháu. Nó xây dựng nên như thế này mà nó cho tôi được sung sướng như thế này. Thì tôi xin có ý kiến với các cụ là tôi quá sướng, cho nên là tôi không biết nói gì hơn hết nữa. Thì tôi cảm ơn tất cả trong họ và tất cả các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị mà đã có lòng thương tôi mà lên được với tôi với các cháu, nhất là con người chứ không phải là vì miếng ăn nhá. Tôi xin có ý kiến như thế. Mà tôi trông thấy tất cả các ông, các bà, các anh, các chị, các bác như này, tôi mừng quá, tôi không biết nói gì hơn hết. Thì tôi cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà là thế này. Rồi cho tôi được bao nhiêu cái gian khổ tôi không dám nói nữa. Nhưng mà bây giờ các cháu, các con, các cháu mà nó cho tôi được vui vẻ như thế này, sung sướng như thế này, tôi không biết nói gì hơn hết. Thì thôi thì tôi cảm ơn tất cả các ông, các bà, các bác anh, các chị, tất cả các bác làm công làm việc cho tôi được sung sướng như thế này là tôi cảm ơn đi ạ. Dạ vâng, con xin được thay mặt cho toàn thể quý vị quan khách có mặt ở đây xin chân thành chúc cụ tuổi 100 đại thọ, thật nhiều sức khỏe và trường thọ cùng con cháu. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị vừa nhận được những lời chào, những lời chúc, những lời cảm ơn đến từ cụ Hoàng Thị Sơn. Trời ơi, thật sự Trang Nhung phải thốt lên câu trời ơi là vì sao ạ? Vì tại sao đến tuổi 100 như thế này mà cụ có thể minh mẫn và khỏe mạnh như vậy? Đó là những niềm ước mơ của tất cả những người dân Việt Nam hay những người dân trên toàn thế giới luôn ước mơ rằng là sống vui, sống khỏe, sống có ích, đúng như nghĩa của cụ ngày hôm nay đấy ạ. Thật sự là đến cái tuổi 100 này rồi mà cụ vẫn còn nói đâu ra đấy, gừng càng già càng cay. Cảm ơn đến toàn thể quan khách có mặt ở đây cũng như là gửi đến lời mời đến toàn thể quý vị. Thật sự là con thật sự là vô cùng xúc động. Và con cũng cảm ơn cụ. Ngày hôm nay cụ đã sống thật khỏe mạnh để cho chúng con có một tấm gương để noi theo. Sống như thế nào để khỏe mạnh, để giúp được con cháu chứ không phải là gánh nặng cho con cháu, phải không thưa cụ? Vâng, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục hãy dành tặng cho cụ Hoàng Thị Sơn một tràng pháo vỗ tay thật to hơn nữa. Vâng, con xin cảm ơn cụ rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và lúc này đây thì Trang Nhung xin được trân trọng kính mời người con cả của cụ. Xin mời bác Nguyễn Việt Phúc sẽ lên sân khấu để thay mặt cho đại gia đình gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, họ hàng nội ngoại đôi bên, gần xa bà con lối xóm đã đến chúc mừng mẹ tôi
được đại thọ 100. Con xin thay mặt gia đình xin chúc cụ sống lâu muôn tuổi trường thọ. Con xin cảm ơn các cụ bên nội bên ngoại, đôi bên, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến mừng và biếu quà cho mẹ con và chúc mẹ con được cái tuổi 100 an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn các cụ công ông bà đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến mừng thọ cho mẹ con. Thay mặt gia đình con không biết nói gì hơn, đầu xuân năm mới con xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, toàn thể họ hàng đôi bên nội ngoại, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa một lời chào trân trọng nhất. Chúc một mùa xuân gia đình hạnh phúc, thành đạt, an khang thịnh vượng. Và cuối cùng, một lần nữa, hôm nay anh em chúng con và mẹ con có tổ chức mừng đại thọ cho mẹ con, có làm nâng cơm cúng gia tiên. Xin kính mời các cụ, các ông, các bà, họ hàng đôi bên nội ngoại mạnh khỏe. Xin chúc mừng ăn miếng cơm với mẹ con, với chúng con một chén rượu nhạt. Xin chúc toàn thể các cụ công các bà ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị vừa nhận được những lời chúc, những lời cảm ơn, những lời mời đến từ người con trai cả của cụ Hoàng Thị Sơn là ông Nguyễn Việt Phúc, đã gửi tới toàn thể quý vị những lời cảm ơn chân thành nhất từ phía gia đình. Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị, chúng ta đã trở về đây để cùng chung vui, để cùng chúc mừng đại thọ tuổi 100 của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và vừa rồi thì ông Nguyễn Việt Phúc đã trân trọng kính mời toàn thể quý vị, cũng như là trân trọng khai tiệc chương trình chúc mừng đại thọ của mẹ Hoàng Thị Sơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đa màu sắc, cũng như là cùng tham dự bữa cơm thân mật để chúc mừng đại thọ của cụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính chuyển lời mời đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và Trang Nhung đã nhận được một lá thư yêu cầu đến từ cụ Kịch, đúng không ạ? Xin mời cụ Kịch sẽ lên sân khấu để dành tặng cho cụ Hoàng Thị Sơn một bài thơ để gửi tới cụ, thay cho những lời chúc mừng đại thọ tuổi 100 của cụ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, nội ngoại và thân bằng cố hữu của gia đình. Hôm nay tôi là con cháu trong nhà, tôi có một bài thơ chúc bà thím. Thím đây. Mà được cái tuổi 100 là quá quý. Thường ngày cụ vẫn đi chợ, thường ngày cụ vẫn ghé vào nhà tôi, vì nhà tôi tiện đường. Cụ đã cho tôi những cái bài học sống, làm sao là ăn ngủ cho tốt. Được những lời dạy bảo của cụ mà đến bây giờ tôi thấy là một điều hạnh phúc. Hôm nay được dự buổi lễ mừng thọ bà thím và lại được dự tiệc mừng thọ, đó là một điều rất hạnh phúc đối với tôi. Chính vì lẽ đó cho nên là có cảm xúc, tôi xin đọc một bài thơ chúc thọ mừng xuân đến với bà thím tôi, bà cụ Hoàng Thị Sơn. Thưa cụ Sơn, con có mấy vần thơ chúc thím. Vâng. Chúc đào đua nở kính lão nhân, bách niên thụ hưởng đẹp vô ngần, họ hàng con cháu mừng khánh thọ, gia tộc nếp nhà mãi mãi xuân. Xuân sang chúc thím sức thêm xuân, trường thọ để con cháu quây quần,
xây dựng gia đình thêm hạnh phúc, 110 tuổi lại chúc xuân. Xin hết ạ, xin cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn bài thơ vô cùng ý nghĩa đến từ người cháu của cụ rất nhiều. Xin cảm ơn ông Kịch đã dành cho cụ bài thơ vô cùng ý nghĩa, cũng như là gửi tặng cho toàn thể có mặt ở đây một bài thơ rất là hay. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được cảm ơn ông và xin kính chúc ông cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Vâng, và lúc này đây thì con xin mời hai cụ chúng ta, con xin mời cụ Hoàng Thị Lý có những lời gì để gửi gắm đến chị yêu quý của mình không ạ? Con nhìn thấy cụ xinh như thế này, chắc ngày xưa thời con gái chắc cụ phải đẹp lắm đấy cô nhỉ? Hoa hậu của Làng Cống đấy đúng không ạ? Cụ gửi cho chị của mình một lời nói để cho mọi người có thể quay ở đây chứng kiến những gì tình cảm yêu quý của cụ dành cho chị gái của mình nhé. Em chúc chị mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, là coi như mấy các con, mấy chị em, các cháu được mạnh khỏe, vui vẻ, cho các cháu mừng. Chị mạnh khỏe. Chị cảm ơn tất cả các vị ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi quý vị vừa nhận được những lời tâm sự đến từ cụ Hoàng Thị Lý, người em gái vô cùng đẹp lão của cụ Hoàng Thị Sơn đã gửi những lời chúc cũng như những tâm tư tình cảm của mình dành tặng cho chị gái của mình. Và Trang Nhung có nghe thấy đứa cháu trai vô cùng đẹp trai, lịch lãm đứng ở phía dưới bảo rằng là em chúc chị nhưng mà để thế nào, là chúc thế nào để em sống lâu 100 tuổi cũng giống như chị vậy. Con cụ cho con hỏi rằng là cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 86 ạ. Cụ 86 ạ, đến lúc nào cụ 90 tuổi cụ cho con làm thượng thọ cho cụ nhá. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai cụ rất nhiều. Và con xin mời hai cụ chúng ta lại tiếp tục trở về những bàn tiệc danh dự cùng đón tiếp những vị khách mời, những vị khách yêu quý về tham dự chương trình Đại Đại Thọ của cụ Hoàng Thị Sơn ạ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời các cụ ạ. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan, tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, điệu nhạc gần xa xuân êm, tô bức tranh tô đẹp thêm. Vâng, kính thưa thân mến, tiếng pháo thay đại thọ của cụ Hoàng Thị Sơn trong buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa xin được thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc cụ sống lâu trường thọ cùng con cháu. Kính thưa các vị khách quý, các nền anh nền chị chúng em khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xơi nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén diều đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say, tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các nền anh nền chị chúng em có câu hát chúc diều. La la la, say la la, hee hee.
chị chúc em với đứa năm phút để tay kia nước chén điều đào sánh ra tới tiếng cuộc vào thời say cái nước đĩa quý đĩa rừng gương tay cái bàn xin đừng quên nhau. Thank you.
dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu người tặng mẹ cha. Như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời.